Mình biết á là ở đây có rất nhiều bạn thích xài tablet này, iPad này, không chỉ để giải trí không đâu mà còn dùng để làm việc nữa cơ. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái thiết bị mà hỗ trợ rất nhiều trong việc sử dụng. Với thiết bị này mọi người sẽ tiết kiệm được diện tích này, tăng được cái khả năng trong cái trải nghiệm sử dụng, và ngoài ra là nó rất nhỏ gọn để có thể đem theo. Và đó là hub chuyển đổi 8 trong 1 của nhà Mazer, vừa là một cái hub mà vừa là một cái chân đế dành cho tablet. Vậy thì cụ thể ra sao á, cùng mình tìm hiểu nha. Như mình nói á, vừa là một cái hub mà vừa là chân đế, thì khi so về kích thước chúng ta phải so về cả chân đế rồi đúng không? Thì Mazer 8 trong 1 này có kích thước khá là nhỏ gọn và mình có thể dễ dàng đem đi mọi nơi. Làm từ nhôm nguyên khối nên có thể nói á, là hub chuyển đổi này siêu cứng cáp, mọi người có thể an tâm đem đi mà không bị lo hư hại hay là dễ gãy vỡ. Các hub xoay á, thì chắc chắn nè, mọi người có thể điều chỉnh linh hoạt sao cho phù hợp với lại góc nhìn của bản thân, nghiêng lên nghiêng xuống đều được, rất dễ để tự mình thay đổi, nhưng mà cố định thiết bị của bạn thì cực kỳ tốt nha. Nhìn chung á, thì em này sẽ có thiết kế khá là tối giản ha, và sờ cũng thích tay nữa. Đặt hub chuyển đổi Mazer này trong cái góc làm việc, học tập á thì khá là hiện đại mà nó cũng không có bị kén góc. Phần kê thiết bị sẽ được lót các miếng cao su để có thể tiếp xúc nên là không có lo bị chày thiết bị của mình nha. Em này là một cái hub nên là chắc chắn phải có cổng chuyển đổi rồi. Các cổng chuyển đổi sẽ được đặt sang hai bên. Mình á thì mình thích như vậy hơn, bởi vì đôi khi mà đặt hết vào phía trước như thế này thì chúng ta gắm dây vào nó hơi bị rườm rà. Ok, vậy thì hub chuyển đổi 8 trong 1 này của nhà Mazer làm được gì nào? Hub này sẽ được trang bị đầy đủ các cổng giao tiếp phổ biến nha, như là cổng đầu USB-C này, Power Delivery, cổng HDMI 4K cho phép truyền hình ảnh lên màn hình rời, hai cổng USB-A để kết nối với các thiết bị ngoại vi, cổng AUX 3.5mm cho loa, tai nghe hay là khe cắm thẻ nhớ microSD, SD để truyền dữ liệu. Ở cái cổng mà USB-C Power Delivery á, sẽ cho phép chúng ta sử dụng với lại bộ sạc USB-C với công suất là 45-100W luôn. Tức là bạn không chỉ dùng cổng này để truyền dữ liệu kết nối không đâu, mà chúng ta hoàn toàn có thể sạc được cho thiết bị của mình nữa. Và tất cả các cổng giao tiếp này được tối ưu rất là tốt nên là truyền dữ liệu sẽ cực kỳ nhanh nè. Và ngoài ra hình ảnh sẽ đạt tới 4K nên là mọi người có an tâm sử dụng ha. Trong quá trình sử dụng á thì mình nhận ra là việc biến một cái hub xịn sò như thế này thành một cái chân đế nữa là cực kỳ hay luôn. Bình thường á mà anh em cắm hub vào á thì phải sắp xếp coi là cái hub nằm đâu, cái thiết bị nằm ở đâu. Còn bây giờ á, khi gắn vào bạn sẽ có luôn một cái chân đế dành cho iPad hoặc là chiếc tablet của mình. Là một cái chân đế á thì mình thấy em này cực kỳ chắc chắn nha, và cho mình cái cảm giác nó an tâm khi mà sử dụng, và em này cũng không bị quá nóng cho dù là bằng kim loại mà mỗi khi mình sử dụng. Vậy thì mọi người đã thấy em hub chuyển đổi 8 trong 1 này của nhà Mazer tuyệt vời như thế nào chưa nhờ? Còn không, mau đến với Minh Tuấn để rinh nghe một em về. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Minh Tuấn Mobile nha. Mình là Lam. Peace out.